chùa Vinh Sâm đang được xây dựng trên địa bàn xã Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An. Ngôi chùa được xây dựng với mức đầu tư cả hai giai đoạn là hơn 30 tỷ đồng. Chùa được xây dựng từ tháng 7 năm 2019 với nhiều công trình, hạng mục trên khu đất rộng khoảng 4.000 mét vuông. Tuy nhiên, công trình này đang bị đình chỉ thi công vì xây trái phép khi chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan. Không những thế, chùa Vinh Sâm đang xây dựng trên phần đất bảo vệ khu vực y của di tích lịch sử quốc gia đền Hữu. Trong ảnh bên phải là ngôi đền Hữu cổ kính hơn 400 năm và ngôi chùa mới được xây ngay bên cạnh. Theo lãnh đạo xã Thanh Yên, ngôi chùa này được xây dựng từ nguồn tiền của một số con em xa quê đóng góp. Lãnh đạo xã cũng thừa nhận công trình này xây dựng khi chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý và hiện đang bị đình chỉ thi công. Thời điểm bị đình chỉ thi công, công trình chùa này đã xây dựng xong phần thô của 6 ngôi nhà và cổng tam quan. Nhiều công trình hạng mục đã xong phần thô, chờ hoàn thiện. Phần điện chính của chùa là ngôi nhà gỗ bề thế với hàng chục chiếc cột gỗ lớn. Các cây gỗ có đường kính lớn, cao hơn 4 mét. Phần mái và các kèo cột được chạm trổ tinh xảo. Nhiều bảng thông báo đình chỉ thi công được dán khắp nơi trong công trình. Điện chính chùa hiện đã xong phần cơ bản, chỉ thiếu lợp mái và hoàn thiện. Di đeo toàn cảnh chùa Linh Sâm xây trái phép, lấn di tích lịch sử cấp quốc gia ở xã Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An. Ở phía ngoài cổng, các công trình khác đang hoàn thiện. Nhiều máy trộn bê tông, dàn giáo vẫn đang được để tại công trường. Ở phía sau có nhiều ngôi nhà đang được hoàn thiện. Công trình chùa Linh Sâm được xây dựng ngay cạnh bên di tích đền Hữu. Không những thế, bộ phận thi công sử dụng nhà tiếp lễ của di tích đền Hữu để làm nơi tập kết vật liệu phục vụ cho việc thi công chùa Linh Sâm. Trước sự việc chùa Linh Sâm xây lấn đất di tích, rất đông người dân, người trong họ Nguyễn Cảnh đã tập trung đến khu vực đang xây dựng chùa. Đại diện dòng họ Nguyễn Cảnh cũng làm nhiều đơn gửi các cơ quan chức năng để yêu cầu làm rõ và xử lý sai phạm của việc xây chùa lấn vào đất bảo vệ của di tích lịch sử. Ông Nguyễn Cảnh, nhu trưởng tộc dòng họ Nguyễn Cảnh, chia sẻ về sự việc và kiến nghị giải quyết việc chùa Linh Sâm xây dựng lấn vào đất bảo vệ của di tích đền Hữu.